Hello, xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Nhà Nông TV của mình. Thì hôm nay là có một cái ông hàng xóm, ông có cái bóng đèn led này hỏng này. Thì ông mang sang cho mình là mình sửa hộ. Thì về mình bật ra thì mình thấy trên cái mảng led này thì có hai cái con led là nó bị có cái chấm đen ở giữa các bạn á. Thì mình đã cậy lên và mình đã hàn chập vào đây. Khi mình hàn chập vào thì các cái con led ở trên cái mảng led này nó đã thể bị thông nhau. Thì cái hiện nay là cái đèn này nó đã sáng rồi các bạn ạ. Nhưng mà ta cứ để như thế này ta dùng á thì nó không bền các bạn á. Nó chỉ được vài tiếng đồng hồ hoặc là vài ngày thôi là nó lại hỏng các bạn ạ. Kể cả các bạn mà thay hai cái con led vào đây cũng thế, là nó cũng không được bền. Vì lý do này, bản thân của nó đến thời điểm này á là nó đã không chịu được cái điện ở cái nguồn này rồi các bạn á. Thì nó mới chết hai cái con chip led này. Bây giờ ta thay vào thì nó lại chết sang con khác. Thế nên là muốn cái đèn led này nó bền á thì phải làm giảm cái nguồn điện đầu vào các bạn á. Khi các bạn làm giảm cái nguồn điện đầu vào thì tất cả cái chip led ở trên này á là nó cháy giảm công suất. Mà nó giảm công suất thì nó giảm nhiệt độ thì nó lại rất bền các bạn á. Có thể nó bền đến vài năm vẫn không hỏng. Thì hôm nay là mình chia sẻ cho các bạn cách sửa cái bóng led này là thật là siêu bền nhá. Thì cái phương pháp là mình dùng các cái con tụ kẹo này các bạn á để làm giảm cái nguồn điện đầu vào này rất hiệu quả. Nhà mình đã dùng cái bóng cũ sửa mà lắp cái con tụ kẹo này á là nó rất bền trong 1-2 năm nay rồi. Nên là thực tế nó đã chứng minh. Thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn là cách dùng con tụ kẹo này để cho cái bóng led này nó lại cực kỳ siêu bền các bạn nhé. Mình cũng là người đầu tiên trên thế giới này áp dụng cái con tụ kẹo để làm giảm nguồn điện để sửa cái bóng led này các bạn á. Vì là mình xem ở trên YouTube cũng không thấy ai là dùng cái con tụ kẹo này. Khi mình dùng cái con tụ kẹo này á thì cũng có rất nhiều các bạn là hỏi là mua cái con tụ kẹo này ở đâu. Thì hôm nay mình hướng dẫn các bạn luôn nhé. Thì các bạn dùng cái điện thoại này thì các bạn tải cái ứng dụng Shopee, tức là cửa hàng Shopee về cái máy. Thế xong các bạn vào và đăng nhập vào cái địa chỉ của mình nhá. Thì xong đó là mình sẽ mua được cái con tụ kẹo này, hoặc là mua bất cứ cái gì trên mạng là cũng mua được hết các bạn nhé. Ví dụ như đây này, mình mua là 10 con tụ 105G 400V này các bạn ạ. Là trên cửa hàng Shopee này, họ ship cho mình 10 con tụ này. Đấy. Thì con tụ này là nó một microfarad các bạn ạ. Thì với giá này 13.971 đồng các bạn ạ. Thì vào 1.400 một con tụ là mình mua ở tại nhà mình các bạn ạ. Nên mà các bạn muốn mua thì những con tụ này là rất dễ dàng các bạn ạ. Thì bây giờ mình hướng dẫn các bạn này. Sau đây mình lắp cái bóng điện này vào cái đuôi này. Đấy. Mình để đây. Và đây mình có cái ổ điện các bạn ạ. Thì đầu tiên là mình thử cắm điện xem cái bóng kia là thực sự nó có sáng không các bạn nhé. Mình cắm này. Đấy, chứng tỏ là mình hàn chập hai cái con led nó bị chấm đen vào là nó lại sáng ngay các bạn nhé. Thì bây giờ là mình đem một cái đồng hồ công suất ra mình thử này. Đây mình dùng một cái đồng hồ công suất nữa các bạn nhé. Để mình đo hiện nay là cái bóng kia bao nhiêu watt này. Thì mình cắm bằng nguồn điện này. Khi mình cắm bằng nguồn điện là tất cả các cái chỉ số này nó vẫn báo không hết các bạn nhé. Thì bây giờ mình dùng cái phích này của cái bóng điện kia này. Mình cắm vào xem cái bóng điện kia là nó được bao nhiêu watt các bạn ạ. Đây mình cắm nhé. Đấy. Khi mình cắm lên thì hiện nay là cái bóng điện này là nó là 38W này. Đồng hồ đo công suất đã đo được 38W các bạn ạ. Đấy. Sau đây là mình rút ra này. Hiện tại là bóng kia là 38W là đồng hồ này đã đo rồi các bạn ạ. Thì bây giờ ta muốn bóng kia bền thì ta phải giảm cái công suất đi. Thì mình dùng cái đồng hồ đo công suất này là mình sẽ biết được các bạn ạ. Thì mình dùng một phương pháp thí nghiệm các bạn nhé. Thì ở cái cổ của cái dây nguồn vào của cái đuôi này thì mình cắt ra này. Đây, mình cắt rời ra các bạn nhé. Mình cắt một dây ra và mình đấu nối tiếp với một cái chiếc tụ các bạn ạ. Đây mình đấu nối tiếp này. Mình làm phương pháp này là mình thí nghiệm cho các bạn để các bạn biết thôi. Còn khi các bạn biết rồi thì không cần làm cách này các bạn nhé. Khi mình đấu nối tiếp một cái con tụ ở đầu nguồn kia để làm giảm dòng điện ấy, thì mình lại thử cho các bạn xem nhé. Mình cắm vào đồng hồ đo công suất này. Đấy. Hiện nay đồng hồ đo công suất vẫn lại hiện 00 này. Thì mình dùng cái phích của cái bóng điện kia là mình cắm vào để xem mình đấu cái con tụ kia vào thì nó giảm được bao nhiêu watt các bạn nhé. Lúc nãy là 38W. Bây giờ mình cắm này nhé. Cắm này. Đấy, lúc này là đèn kia cũng đã sáng rồi. Mà bóng này chỉ còn có 12,3W các bạn này. Đấy, đây các bạn nhìn kỹ là 12,37W này. Đấy. Thì chứng tỏ rằng khi mình giảm nguồn điện đầu vào thì coi như là dòng điện nó giảm thì cái công suất này nó cũng giảm các bạn ạ. Đang 38W mà còn có 12W này. Đấy. Bây giờ là mình lại dùng một con tụ nữa các bạn ạ.
là mình đấu song song với một cái con tụ kia các bạn, để xem đồng hồ công suất là nó báo bao nhiêu các bạn ơi. Đây là mình dùng cái con tụ này mình đấu song song này, mình chập này. Đấy, khi mình chập là bóng điện sáng hơn đây. Đấy, các bạn nhìn bóng điện nhá. Đây mình chập vào này. Đấy, bóng điện sáng hơn này, không chập này. Chập vào này sáng hơn này. Khi ta chập hai con tụ đấu song song vào á thì nó lên 25W các bạn này. Hơn 25W mà bóng điện cái sáng hơn rất nhiều. Nhưng mà nó vẫn không sáng bằng cái lúc 38W ban đầu được các bạn á. Thì ta cứ để cái mức như thế này thì nó rất bền các bạn ạ. Sáng lắm. Như vậy ta đã dùng những con tụ kẹo này là ta điều chỉnh được cái công suất của cái bóng kia các bạn ạ. Vì là nó giảm cái nguồn điện đầu vào thì công suất nó tỷ lệ thuận với nguồn điện các bạn ạ. Như vậy các bạn đã hiểu coi như là cách mình làm giảm nguồn điện mà cái bóng kia nó rất bền rồi nhá. Sau đây là mình rút điện ra này. Mình cũng cảnh báo cho các bạn là khi các bạn mà sửa chữa như thế này á thì các bạn là phải thật thận trọng về cái an toàn tải điện các bạn nhé. Khi các bạn cắm điện vào là các bạn không được sờ tay không vào những cái mối hở kia cả. Sau đây là mình tháo cái đuôi này ra và mình làm cho các bạn xem này. Bây giờ là mình tháo cái đuôi này ra và mình cho hai cái con tụ kẹo này là nó vào bên trong đây cho nó kín các bạn nhé. Những con tụ của mình thay là nó có cái chỉ số này các bạn á. Đây mình lấy nét cho các bạn này. CBB22 255G400V các bạn nhé. Đây con tụ như thế này. Nó tương đương với là 2,2 microfarad các bạn ạ. Như vậy lúc nãy mình thí nghiệm á thì mình đấu hai con song song này á thì nó vào 4,4 microfarad các bạn á, để làm giảm cái nguồn điện của cái bóng LED kia. Vì cái bóng kia là cái bóng to các bạn á. Nếu mà các bạn dùng cho cái bóng bé thì chúng ta chỉ cần một con tụ này có khi đã đủ rồi các bạn á. Vì trong thực tế là cái bóng kia là có cái bóng rất bé mà có cái bóng là rất to. Thì ta phải điều chỉnh các con tụ này theo cái chỉ số microfarad nhé các bạn nhé. Ví dụ mình đây có một cái con tụ bé này để điều chỉnh tới những cái bóng khoảng độ 10W này các bạn á. Thì ta lại dùng con tụ có 1 mi này các bạn á. Tóm lại để điều chỉnh được cái độ sáng của cái bóng LED kia thì ta phải dùng nhiều cái con tụ như thế này các bạn á. Để mình điều chỉnh cho nó phù hợp cái độ sáng và cái độ bền của từng bóng một các bạn nhé. Muốn nhét hai con tụ này vào trong cái bóng này á, thì ta phải tháo cái chuôi này ra các bạn á. Thì sau đây là mình hướng dẫn các bạn tháo chuôi này. Đầu tiên là các bạn dùng một con dao này, xong các bạn cậy cái đinh vít một cực nó ở trên đỉnh này ra các bạn nhé. Đây cái đinh vít này các bạn này, thì đây nó là một cái cực của nguồn các bạn, đây này nó ở đây này. Thế còn cái chuôi này á là ta dùng cái bật lửa này, ta hơ nóng ở đây là ta bẫy ra rất nhẹ nhàng các bạn nhé. Đây. Khi nó nóng rồi á là ta dùng một cái giấy như này ta lót đậu bóng á, ta bẫy nó ra này. Đấy, rất nhẹ nhàng các bạn đây. Mình để đây. Đây là hai cái dây của nguồn điện các bạn á. Thì bây giờ ta đấu nối tiếp với một cái dây thì mình đấu song song với hai con tụ như này. Thì ví dụ như mình đấu sang cái dây nguồn này á thì mình đấu nối tiếp vào một cái dây này và một cái dây này là lại lấy ra cái nguồn điện các bạn nhé. Để nó đi qua tụ này nó làm giảm dòng điện này. Đấy. Khi là giảm dòng điện thì cái công suất nó cũng giảm các bạn á. Thì bây giờ là mình nhét một lúc là hai con là nó không có vào được cái lỗ này. Thì bây giờ mình vẫn đấu hình thức song song này nhưng mình phải đấu nó như thế này các bạn á. Nó như thế này này. Thì để mình nhét vào thì nó được các bạn á. Bây giờ mình dùng một phương pháp là mình đấu vào đây trước này. Đây mình gọt hở một cái lõi dây ở đây ra, mình hàn một cái con vào trước các bạn nhé. Mình đấu vào đây trước. Để sau mình hàn vào này các bạn. Để cho nó chắc các bạn ạ. Đây khi ta đấu song song vào một cái đầu dây thì ta phải đấu như thế này các bạn á. Thì nó vẫn như là đấu song song hai con một thôi, như để ta nhét được vào cái lỗ này nhé. Khi ta mà ta nhét ta phải như thế này, ta nhét được này. Đây, như thế này ta nhét được xuống các bạn. Đấy. Thì hình thức nó vẫn là đấu song song thôi các bạn á. Ta bẻ cái này lên. Bây giờ ta nhét xuống này. Mình xoay luôn như thế này. Đấy, mình nhét xuống này.
Thì cái chân này là nó một cực các bạn á, thì các bạn bẻ xuống này, bẻ gập xuống này. Đấy các bạn bẻ gập như này. Đấy các bạn bẻ gập như này. Còn cái dây này á ta lại đấu vào cái chuôi này các bạn này. Thì ta xỏ lên này. Đấy, khi nó hở lên đây rồi ta lại ấn cái vít vào để cho nó tiếp giáp điện này. Đấy, thì bây giờ là ta được hai cái cực các bạn này. Một cái cực ở trên này và một cái cực ở đây, là sau ta ấn vào là nó tiếp giáp với cái chuôi xoáy này các bạn này. Đấy các bạn, như thế này. Đấy là chắc của các bạn ạ. Đây, khi ta ấn là nó chắc vào đây rồi các bạn ạ. Bây giờ ta lắp vào cái đuôi này, ta thử cho các bạn xem này. Mình cũng lắp cái này cho nó hoàn chỉnh vào cái bóng các bạn nhé. Đây, mình lắp rồi. Đấy, để đây. Sau đây là mình cắm vào ổ điện cho các bạn xem nhá. Mình cắm này. Đấy, rất sáng này các bạn này. Mình rút ra. Thôi, video của mình đến đây đã dài rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn mà thấy hữu ích thì cho mình xin một nút đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng biết nhé. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn video lần sau nhé. Xin chào.